Rồi sao ăn? Rau không làm sao mà ăn. Dạ, đồ ăn tới ạ. Gì vậy? Cái gì vậy đó? Đúng rồi. Dạ, con làm theo lời ông nói tối qua, giảm hết thức ăn ở mức có thể. Tạm thời thì mình chỉ nấu những thức ăn có sẵn và không có đi chợ để giảm kinh phí à. Con giỏi lắm. Giỏi cái gì hả? Giỏi hả ba? Bao nhiêu đây đồ ăn làm sao mà ăn được? Không có thịt mà sao mà ăn? Không biết đâu đem thịt ra đây. Riêng thịt của em thì có. Ủa? Của em có hả chị dễ thương? Vậy thì cũng còn được. Cho bà ăn. Của em nè. Mẹ ăn nữa. Khui. Đồ đánh. Không nghe ông nói hả? Thắt lưng buộc bụng. Ráng mà ăn đi. Con ăn rồi bà ăn. Con ăn. Ba ơi, lấy xe cho con đi học. Con bị trễ rồi. Đi bộ đi cháu gái. Dạ, con chào ông. Chân cẳng mình lành lặn mà, hiểu không? Chịu khó đi. Chứ bây giờ là mà lấy xe đó, mà bây giờ chở con lên trường, xong rồi vòng lại công ty nó tốn xăng lắm con. Chịu khó đi bộ ha con ha. Ông ngoại đó có không cho ăn thịt xuồng rồi, bây giờ còn bắt đi bộ nữa. Ông ngoại đúng là phù thủy mà. Trời, trời. Trời, cái con cám này. Em đi học nha chị. Ừ, học tốt nha. Dạ, nó chào ông em đi học. Ừ. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. Ê, tự nhiên thấy đói bụng quá. Hay là tụi mình gọi pizza đi ha. Ừ, cũng được á. Sẵn tiện tụi mình gọi thêm khoai tây và mì nữa. Ừ. Ok. Không được. Dừng lại. Ơ, trả điện thoại lại cho em. Em không có được gọi đâu. Thời kỳ thắt lưng buộc bụng cho nên chỉ được ăn cơm nhà thôi. Gì kỳ vậy? Không cho ăn sườn rồi bây giờ không biết cho gọi pizza nữa. Cơm nhà thế mà gây cho heo, heo nó còn chê á. Nhưng mà đó là lệnh của ông mà. Cho nên em không có được gọi pizza đâu. Nè, mấy đứa ăn đỡ cái này đi. Chị mới chiên ngon lắm á. Nếu như em không thích ăn thì sao? Nè, ăn thử đi, ngon lắm á. Đi làm cái gì vậy? Chị nói thiệt đó. Sao? Chị kỳ cục quá à. Đồ dạy heo nó mới ăn. Nè. Hả? Cái gì vậy? À, mà không có gì. À, mà đây là cái chợ sao mày chỉ cứ ra vô hoài vậy? Có thể cho biết chuyện gì xảy ra được không chị? Chị không biết nữa. Nói sáng nay về mà chưa về nữa. Làm gì mà chậm như rùa. Làm ăn giờ giấc kiểu này là chết người ta rồi. Nó đâu rồi ta? Không lẽ mình nhìn nhầm? Ba ơi, con mời ba ra ăn sáng. Anh ơi, Nguyên ơi, xuống ăn nè. Chà, hấp dẫn quá. Tâm ý, bánh canh này là con tự nấu đó hả? Nó giỏi lắm á ba, tự tay nó nhào bột làm bánh canh luôn á. Bánh canh nào cũng giống nhau, làm chi mất công, mua ngoài về cũng được mà. Ba này, người ta đã bỏ công ra làm cho ba ăn, ba còn nói như vậy nữa. Thôi mày không thích đi, khỏi ăn. Con ăn hả? À, cái gì?
Là cô hả? Sao vô duyên quá vậy? Gì vậy? Nè, sao giờ này nó chưa về? Chị nói là hôm nay nó về mà. Nhỏ kia, mày nói chuyện với người lớn mà nói chuyện vậy hả? Có nói đó anh đau lăn đi được cái mày thú quá. Nè, hai cái đứa này bỏ. Làm chi? Cái Chi, xuống nước của em nè, giữ đi. Này này này, dạ. Bắn cái đồ đáng ghét đó đi, bắn đi, bắn đi. Tự nhiên bắn người ta. Bắn đi, không. Em kêu bắn thì cứ bắn. Tự nhiên cứ bắn. Giờ anh bắn không? Không. Ủa sao hồi nãy nó anh ghét mà? Nó xạo. Giờ bắn không? Tự nhiên bắn người ta có làm gì đâu mình. Bắn không? Không. Được thôi. Ngày xưa lớp thơ bé lông. Im đi, im chưa? Có một tên kia. Được rồi, im nha. Được rồi thì bắn đi. Bắn. Bắn đi. Gì vậy làm chi? Ủa, chè bà ba hả chị? Ừ. À, bộ chị không biết em ghét nhất là món chè bà ba này lắm hả? Tự nhiên nấu món này chi vậy? Ủa, em không biết bữa nay là ngày sinh của mẹ em hả? Mẹ em rất là thích ăn chè bà ba vào ngày sinh đó. Ngày sinh? Hai chuyện đâu liên quan gì đâu. Ngày sinh chứ đâu phải là sinh nhật đâu. Ngày làm chi? Ngày sinh tức là sinh nhật đó. Bạn hiểu không? Chi nói cho Tâm Tanh biết nha. Tâm Tanh làm như Tâm Tanh giỏi lắm ông bằng á. Vậy qua nhà Chi giúp việc Chi vợ. Sao vợ sao vợ hả hả sao vợ? Cứ nhõng nhẽo nữa. Có gì ăn nấy đi. Chị ơi, tráng miệng thôi mà. Ôi không chịu đâu. Nói vậy thì em sẽ không ăn luôn. Nhịn đói luôn. Bởi vậy tôi mới nói phải kiểm tra liên tục. Cứ chụp hình trước đi. Ủa anh Chi, bạn làm gì ở đây vậy? Nhưng cái lúc mà tao ra khỏi phòng á, mày lấy màu của tao đúng không? Đâu có đâu. Mình chỉ mượn một chút thôi mà. Mình xin lỗi nha. Đúng đó làm chi, Tâm Anh chỉ mượn một xíu thôi à. Để chừng nữa chị mua chị trả lại cho em nha. Có đưa bức tranh cho tao không? Không được đâu. Bức tranh này là mình dễ tặng quà sinh nhật cho chú Julian mà. Nhỏ này, nó không thích nhẹ nhàng. Nó muốn mình mệt. Mày muốn tao mệt đúng không? Ok, thích thì chịu tao. Gia đình là số một, oh oh. Gia đình là số một, oh oh. Gia đình là số một. Xoay vòng những âm thanh sao thật thân thương, tiếng nói ấm áp của gia đình. Và có khi là những âm thanh thật chát chua, ôi cãi vã đến đau đầu. Không ai ở trên đời này có thể lựa chọn nơi chúng ta được sinh ra. Dù thế nào phải luôn nhớ, chẳng cách gì để thay đổi. Vì chẳng có nơi đâu đáng yêu hơn chính nơi đây. Chẳng nơi đâu yêu thương nhau hơn chính gia đình này. Dù ngày mai tương lai có đâu thấy, ta vẫn luôn sát vai. Gia đình là số một, oh, oh. Gia đình là
là số 1. Gia đình là số 1. Gia đình là số 1. Gia đình mình như cột đèn, những chuyện linh tinh. Gia đình ta không ra sao, vẫn cứ thế khăng khít bên nhau. Dù lắm lúc có những khi vô tình, nhưng sẽ không qua được gia đình mình. Mọi người ơi, mọi người à, dù anh em đã nói như thế là gia đình mình mãi là số một, và gia đình mình sẽ mãi là số một. Yeah. Gia đình là số một. Oh, oh, oh. Gia đình là số một. Oh, oh, oh. Gia đình là số một. Oh, oh, oh. Gia đình là số 1, oh, oh, oh. Yeah. Gia đình là số 1.